xin sư chỉ giúp con cách tổ chức lễ cúng dường trẻ tăng như thế nào là hợp lý hợp đạo để hồi hướng cho người vừa mới mất ờ, chúng con mời các vị sư tới nhà trẻ tăng hay có thể đến tận chùa để cúng dường ờ, cả hai đều được nó có hai cách một là quý vị mời chi tăng đến nhà quý vị hai là quý vị đến chùa cả các hai cách đều được ha Uh, thứ nhất á, là nếu như quý vị mời Chư Tăng đến nhà Thì đầu tiên là quý vị phải xác định là mời bao nhiêu vị Mời bao nhiêu vị Rồi trong số những vị đó đó Có vị nào mà quý vị cảm mến Mà quý vị muốn vị đó có mặt hay không Rồi cái thứ hai là quý vị có cái yêu cầu thuyết pháp hay không mà sư nghĩ là tốt nhất là nên yêu cầu phải yêu cầu bởi vì khi mà quý vị có yêu cầu như vậy đó thì chư tăng sẽ sắp xếp có một vị pháp sư đi kèm à, tại vì trong chùa thì không phải là vị nào cũng có khả năng thuyết pháp đấy rồi đó là cái vấn đề phía nhà chùa rồi nếu mà quý vị mời về nhà đó thì cái việc mà chuẩn bị tứ vật dụng thì có một vài điều cần lưu ý ờ, đó là thứ nhất đó, là thực phẩm đó, thì phải làm hợp lệ ha nếu như các cái món có thịt cá thì quý vị phải ra ngoài chợ hoặc siêu thị đó mua cái loại mà một là nó chết rồi, hai là đã được chế biến sẵn, ừ. à, đặc biệt là không có kêu người ta làm cho mình, không có kêu người ta làm à, như những cắt gà, cắt cổ gà gì mình là không có được. Trái cây thì à, phải làm cho hợp lệ. Một là quý vị bấm cái móng tay vào nhớ rửa tay nha còn không thì uh, khía một miếng ở trên cái trái cây mà cũng nhớ là rửa, rửa dao ha còn một số trái ví dụ như là nó nhiều ví dụ như nguyên của chùm nho uh, hoặc là một cái cái gì nhãn nhiều thì có hai cách một là quý vị hơ qua lửa hai là quý vị nhúng nước sôi riêng giá giá thì một là nhúng nước sôi cho nó nhanh hai nếu mà thích da sống thì phải lặt tức là phải lặt cái cái rễ bỏ đi lặt cái rễ đi à, như vậy thì chưa tăng mới dùng được ừ. rồi quý vị cần phải lưu ý về thời gian nó có một cái càng quý vị sạch trên google đó à, ví dụ như xưa Hồ Chí Minh uhm. Sạch Google ví dụ như xưa ở Hồ Chí Minh thì để là sạch là Hồ Chí Minh Luna Nun Tham Luna noon Tham tức là cái 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 giờ mặt trời đứng bóng uhm, giờ mặt trời đứng bóng đây đây thấy chưa, mở ra. Ở đây nè. Quý vị thấy không? Cái, cái cái đỉnh cao nhất nè. Cái đỉnh cao nhất nè. Thì đây là cái lúc mặt trời đứng bóng. Mặt trời đứng bóng ở đây là thí dụ ngày hôm nay, mặt trời đứng bóng là 11 giờ 44 phút. Thì quý vị phải làm sao đó để cho các cái vị sư á dùng xong, dùng xong trước cái giờ này. Tức là các ngài các vị sư á Uh, ăn uống xong hết rồi các cái trái cây trắng miệng thì nọ xong là phải trước cái giờ này phải trước cái giờ này nha uh, rồi cái giờ mà quý vị nếu như ở xa mà quý vị thỉnh á ở xa mà quý vị thỉnh á uh, thì phải đi sau cái giờ này tức là một vị tỳ kheo không có được đi trước cái giờ này tức là cái giờ mặt kẻ mọc á nhưng lúc này mặt kẻ mọc nè thì quý vị thỉnh vị tỳ kheo đi sau cái giờ này để chi bởi vì nếu vị thỉnh mà trước 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 cái giờ này đó thì nếu mà vị tỳ kheo mà giữ giới đó thì vị đó phải đem tất cả y mà vị đó có phải đem đi theo mà thôi mấy cái đó phiền quá cho nên nhớ giùm hai chuyện thôi có thỉnh đi đi xa thì phải đi trước cái giờ này trước cái giờ là bây giờ năm giờ bốn phút nè mà ăn xong á là phải ăn xong trước 11 giờ 44 phút ngày hôm nay ha. Mở cái Google ra Google lên. Đấy. Đó là cần lưu ý về thời gian. à uhm. đây ờ, còn um, khi mà quý vị đến chùa đến chùa thì nó lại có một vài cái gạch đầu dòng mà quý vị phải uh, lưu ý thứ nhất là quý vị uh, đi bao nhiêu người và quý vị có uh, ở lại chùa dùng trưa hay không à, rồi cái việc mà thực phẩm cúng dường á là quý vị gửi cho nhà chùa để cho để cho nhà bếp bếp làm hay là bản thân quý vị tự nấu hay là quý vị nhờ người ngoài nấu tại vì có một số trường hợp mà Phật tử ở đông quyến thuộc ở đông đặt 5 7 cái bàn thì có khi là họ nhờ người ngoài nấu. Thì như thế nào đi nữa thì cũng phải cho nhà chủ biết. Đây. Rồi các cái vấn đề còn lại liên hệ thì tốt nhất là quý vị liên hệ với vị trụ trì ha rồi cái giờ mà ăn uống của chư tăng làm lễ ấy, làm ơn là phước cũng lưu ý dùm sư cái giờ hồi nãy sư vừa mới nói tức là làm sao đó chư tăng phải dùng xong trước cái giờ đó cái giờ mặt trời đứng bóng chứ không phải là hồi nãy sư nói đó mặt trời đứng đứng bóng ngày hôm nay là lúc uh, 11 giờ 40, 45 44 mà 11 giờ 20, 11 giờ 30 mà quý vị còn tắt bạch cầu an cầu siêu thì sư chịu thua. có một số nơi như vậy đó. Cái kiểu mà từ 11 giờ 20 rồi bảo vì ta còn tắt bạch cầu an cầu siêu thì, thì quý vị nghĩ là chừng nào mà chưa tăng tụng kinh xong. Để tới hồi mà chưa tăng tụng kinh xong chưa tăng xuống lúc đó là mấy giờ? Có khi á, sư nói nếu như mà hôm nào mà sư có phước á, sư nó thẳng hôm nào sư có phước, sư còn được 5 phút đồng hồ để sư ăn. Mà sư nào hôm nào mà sư vô phước là hôm đó sư nhịn đói. Ờ, thành thử cái cái chuyện mà giờ dứt á, dù cho quý vị có làm ở chùa đi nữa thì lưu ý dùm cái chuyện này. Ờ, quý vị phải lưu ý bởi vì có khi sư nói quý vị thì quý vị nghe, quý vị nói nhà chùa thì nhà chùa nghe, chứ còn mà sư là ông sư sư nói nhà chùa thì chùa không có nghe nó lạ gì đó một số chùa họ không có họ không có lưu ý cái chuyện này một số chùa họ không có lưu ý chuyện này cho nên là quý vị phải lưu ý giùm tại vì chùa không lưu ý cái chuyện này sư nói chùa thì chùa những cái ngôi chùa đó thì sư không có tiếng nói thì mình sư nói các chùa đó nghe mà sư nói với quý vị thì quý vị nghe mà quý vị nói với nhà chùa thì nhà chùa nghe cho nên là coi như trung gian để quý vị nhớ giùm sư cái chuyện này ừ. đấy thì uh, một vài lưu ý như vậy còn cái cây thì cũng nhớ cũng nhớ là uh, làm cho hợp lệ ha cũng nhớ làm cho hợp lệ đấy à, còn cái gì nữa không và đương nhiên là trong cái cái buổi đó trong cái buổi mà cho tăng thì chư tăng sẽ hướng dẫn quý vị Uh, chư tăng sẽ hướng dẫn quý vị uh, hồi hướng ha. tức là xong rồi đó chư tăng sẽ hướng dẫn quý vị hồi hướng đến cho thân bằng quyến thuộc cho nên là quý vị không cần phải lo ừ, cái đó là quý vị sẽ được hướng dẫn